bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 7 tháng 11, thứ ba tuần 31 thường niên. Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa. Người phán cùng kẻ ấy rằng: Có một người kia dọn tiệc linh đình và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin khiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi khiếu. Người thứ hai nói: Tôi mới mua 5 đôi bò và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi khiếu. Người khác lại rằng: Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được. Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, báo người đầy tớ rằng: Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đuôi mù và què quặt. Người đầy tớ trở về trình rằng: Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: Anh hãy đi ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các ngươi biết, không một ai trong những kẻ đã được mời sẽ được nếm bữa tiệc của tôi. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Mặc chiếc áo đẫm máu tình yêu. Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn tiệc cưới nước trời để minh họa cho ơn cứu rỗi người thực hiện. Thiên Chúa thương xót con người tội lỗi, người đã có kế hoạch cứu rỗi con người khỏi án chết đời đời với việc thành lập dân riêng của người. Thế nhưng dân riêng của Chúa lại không đáp lại lời mời của Chúa, lại không đón nhận Đức Giêsu, con Thiên Chúa, và từ chối ơn cứu rỗi. Vì thế, hồng ân cứu rỗi lại ban cho tất cả những ai đáp lại lời mời đến với bữa tiệc lời Chúa Giêsu, bữa tiệc thánh thể Chúa Giêsu và bữa tiệc cánh chung trong nước trời. Lời Chúa ban sự sống đời đời. Ai nghe lời ta và tin đấng sai ta sẽ được sống đời đời. Ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ không phải chết nhưng có sự sống đời đời. Lời Chúa Giêsu đã hứa như thế. Và đến hôm nay, đến phút này đây, tiệc lời Chúa, tiệc thánh thể đang hãy còn tha thiết mời gọi chúng ta. Ước gì người viết, người đọc, người nghe trang suy niệm tin mừng hôm nay ngộ ra điều tốt lành này là chúng ta đang cùng dùng chung một bữa tiệc lời Chúa. Dẫu là chưa hề quen biết nhau, nhưng lời Chúa nối kết tất cả chúng ta trong cùng một khát khao sum họp trong bữa tiệc nước trời. Đây không phải là một ảo ảnh, nhưng đây là một sự thực mới mẻ do công nghiệp của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đấng đã tự trời xuống, đã chết đi và sống lại để mở cửa nước trời cho tất cả những ai tin vào người và sống yêu như người. Vâng, Chúa muốn các gia đình tin vào Chúa Giêsu và sống yêu như người, hy sinh vì yêu Chúa, yêu nhau, yêu mọi người.
tất cả những ai mặc chiếc áo đẫm máu tình yêu sẽ được sum họp trong nước Chúa. Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giêsu sống lời Người dạy và sống sức sống thánh thể Người. Amen. Tháng 11 như một lời nhắc nhớ dễ thương về công đích của đời người, không phải là hạt bụi lưu vong, nhưng là một chặng đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Không phải là dấu chấm hết buồn thiu, nhưng là niềm hy vọng tuyệt hảo hạnh phúc. Không phải là bóng đêm rợn rùng, nhưng là chân trời hồng sáng tươi đang đón đợi. Vâng, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Dẫu biết là có nghìn trùng xa cách, nhưng là nghìn trùng từ chốn luyện hình sâu thẳm đến cõi nghìn trùng cao sáng hiển vinh. Nghìn trùng xa cách của niềm tin và hy vọng. Xin cho các linh hồn, cho linh hồn ông bà tổ tiên, cho những người thân yêu, được Chúa Giêsu ôm vào vòng tay yêu thương trìu mến, được phúc vinh trong cõi sống đời đời với Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Vương bao nhớ nhung, nơi tâm tôi mịt mùng. Ngài ơi bóng đêm giận dùng, xa đi không hẹn về, buồn đau ôm gót lê thê. Những bước chân nặng nề, Ngài ơi hãy thương dìu về. Đường về nghìn trùng mờ tôi, bóng đêm bão bùng. Đường về chập trùng, Ngài ơi xót thương con cùng. Thương nơi u tối, con khóc than lưu đầy. Tình cha nhân ơi, đói thương con phúc vinh từ đây. Chán chưa lệ sâu, vực sâu trong nỗi khổ đau, xin nhân thứ dạt dào. Tình yêu Chúa bôi nhiễm màu, thân hư vô bụi bơ, chìm trong quên lãng bơ vơ. Vẫn chung kiên đợi chờ, hồn con khóc than từng giờ. Đường về nghìn trùng mà tôi, bóng đêm bão bùng. Đường về chập trùng, Ngài ơi xót thương con cùng. Từ nơi u tối, con sống than lưu đầy. Tình cha nhân ơi, đói thương con phục vinh từ đây. Có cây xa chân bước đọa đây, từ đây khóc than đêm ngày. Xin cha thương nhìn lại, nay con tha thiết van nài. Dẫu cho con khờ dại, Ngài ơi hãy thương con hoài. Ôm về nghìn trùng bóng đêm bão bùng, đường về chập trùng,
Ngài ôm xót thương con cùng, từ nơi u tối con khóc than lưu đầy. Tình cha nhân ái vai thương con phúc tình từ đây. Đường về nhìn chung bờ tối bóng đêm bao buồn. Đường về trầm trùng Ngài ơi xót thương con cùng. Từ nơi u tối con khóc than lưu đầy.